Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của ô tô 360. Không biết là bà Tân Vlog hôm nay đã có món gì khổng lồ, nhưng hôm nay tôi có chiếc xe ô tô khổng lồ này để giới thiệu cho quý vị và các bạn. Mặc dù cửa hàng của chúng tôi còn rất nhiều các loại xe khác, nhưng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn hết rồi. Chỉ còn chiếc xe này là hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn. Đó là chiếc xe Kia Morning Van. Chiếc xe được sản xuất năm 2012, được nhập về Việt Nam năm 2015 và đăng ký tên tư nhân năm 2015. Chiếc xe đã chạy được 50.000 km rồi. Định giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe này, nhưng nói thật với quý vị và các bạn là không có cái gì để giới thiệu cả. Vì chiếc xe này nguyên bản của nó là chẳng có cái gì cả. Nhưng bây giờ chiếc xe đã full đồ, vì chiếc xe đã được lắp thêm ví dụ như la răng đúc này, ghế da này, ghế sau này, đầu DVD, camera lùi, dán kính. Nói chung là full tất cả rồi. Quý vị và các bạn mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tôi xem chi tiết về chiếc xe này. Mấy năm trở lại đây, dòng ô tô van được nhiều người dân lựa chọn do có giá thành rẻ và lợi phí trước mặt thấp. Ô tô van tập trung chủ yếu ở hai dòng là Kia Morning và Chevrolet Spark. Xe được bán tại thị trường Việt Nam qua hai hình thức: nhập khẩu từ Hàn Quốc thông qua các công ty kinh doanh ô tô và lắp ráp. Giá bán hiện nay của xe chỉ từ 250 triệu đến 350 triệu đồng, tùy thuộc vào năm sản xuất. Kia Morning Van có kiểu dáng tương tự như chiếc Morning chở người thông thường, nhưng thực chất nó lại là chiếc xe bán tải chỉ với 2 chỗ ngồi phía trước, với dung tích khoang chứa đồ khá rộng rãi, tiện lợi. Xe Kia Morning Van có lối tải nhiều lối kích thước lớn hơn, bao gồm phần mũ hở nổi bật ở phía trên, bên dưới là loại túi rác và cản trước, còn đèn pha sành điệu sử dụng đèn LED. Nội thất bên trong xe khá là đơn giản, người dùng như các xe phân khúc A, với vật liệu chủ yếu là nhựa cứng, được kéo giản để phục vụ mục đích đi lại hàng ngày là chính. Bảng điều khiển thiết kế đơn giản, vô loa hai trục, gương hiển hiện, ghế nỉ kết hợp họa tiết trang trí thể thao. Đầu tiên có thể nhắc đến là mức giá vô cùng hợp lý, chỉ khoảng từ 250 triệu, giá chỉ bằng một nửa so với phiên bản 5 chỗ. Thêm vào đó, mức phí trước bạ đăng ký lần đầu lại chỉ là 2% so với mức chung của 10 đến 12% của xe chở người hiện nay. Xe Morning Van được nhập khẩu từ Hàn Quốc được trang bị đầy đủ các tính năng và thiết kế bên ngoài, không thua kém mẫu Morning bản 5 chỗ mà Trường Hải đang bán. Bạn sẽ hoàn toàn không phải lo lắng về chất lượng, bởi nó được sản xuất từ chính nhà sản xuất Kia trên khắp thế giới với công nghệ hiện đại nhất. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Kia Morning Van được đánh giá rất cao. Xe trang bị số tự động rất phù hợp cho giới nữ khi sử dụng đi lại trong thành phố đông đúc, kết hợp với đó là kích thước nhỏ gọn. Vì là dòng xe Kia nên nếu có sửa chữa thay thế thì đây thật sự là một món hời cho các chủ xe, vì giá thành thấp và luôn có sẵn đồ để thay thế, hạn chế việc chờ đợi của hãng xe khác. Vận hành, về cảm giác lái, vô lăng của Morning Van khá nhẹ, phản ứng bướm ra và chưa thấy tốt, phù hợp chạy trong phố đông. Xe tăng tốc tốt, gần như không có độ trễ khi chơi không nặng, tiếng ồn chấp nhận được với một mẫu xe giá rẻ trên trời hàng. Điều hòa cho độ lạnh sâu, Kia trang bị cho xe động cơ 1.0 3 xi lanh, sức mạnh truyền đến các bánh xe thông qua hộp số tự động 4 cấp kết hợp hệ dẫn động cầu trước. An toàn, Kia Morning Van có hệ thống túi khí đủ dùng cho người lái. Hóa ra để tăng thêm độ an toàn, xe bổ sung hệ thống kiểm soát phanh nhằm tránh nguy hiểm khi vào cua cũng như tín hiệu báo động phanh khi đậu xe. Đặc biệt hơn nữa là dây an toàn điều chỉnh độ cao và gương chống hội chỉnh điện. Hãng xe Hàn Quốc nâng cấp hệ thống phanh ABS lên 4 phanh đĩa, đi kèm hệ thống chống trượt, vô lăng chống đột điện, điều hòa hai chiều, xe kính, chìa khóa điều khiển từ xa và khóa cửa tự động khi xe lăn bánh. Thuộc dòng xe van cỡ nhỏ hai chỗ cùng với Chevrolet Spark, nhưng Kia Morning được người mua chuộng hơn nhờ kiểu dáng, cảm giác lái tốt và tính thanh khoản cao. Đây là một chiếc xe vô cùng tiện dụng, đa năng và không kém phần hiện đại bắt mắt. Về cơ bản, Kia Morning Van là xe bán tải hai chỗ, vừa được sử dụng cho mục đích công việc như chở hàng, vừa có thể sử dụng để đi chơi, hai ghế phía trước và khoang để đồ rộng rãi phía sau. quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905608883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo ô tô 360.